mình vẫn luôn nghĩ về Samsung Galaxy Note khi mà mình nhìn thấy cái hình ảnh của cái bút S Pen đi kèm theo với lại cái chiếc Samsung Galaxy Z Fold 3 này. Và sau một quá trình sử dụng vài ngày vừa qua thì mình thấy rằng á, sẽ còn nhiều điểm hơn mà mình muốn chia sẻ với anh em về cái sự thú vị của cái chiếc Z Fold 3 này, hay chính xác hơn là cả combo này. Xin mời anh em. Điểm đầu tiên mà mình muốn đề cập tới đó chính là chúng ta sẽ có một cái không gian để mình viết nó rộng hơn, thay vì chỉ là bó hẹp lại như là một cái chiếc màn hình smartphone thông thường, giống như là những cái chiếc Note trước đây mà cho tới cuối cùng là cái chiếc Note 20 Ultra. Thì trên cái chiếc Z Fold 3 này chúng ta sẽ có thể viết trên một cái màn hình với kích thước lên tới là 7.6 inch và khi nó mở ra thì cái tỷ lệ nó là 43. Kích thước và cái tỷ lệ rất là lớn, cũng sẽ dễ hiểu khi mà anh em có thể viết và anh em ghi chú được nhiều hơn trên một cái diện tích màn hình có kích thước lớn hơn. Mình sẽ khai thác hai cái khía cạnh ở đây, đó là cái câu hỏi đặt ra là liệu cái chiếc Z Fold 3 này nó sẽ thay thế như thế nào cho chiếc Note, và cái sự so sánh của nó sẽ ra sao khi mà anh em có thể trước đây đã viết trên những cái chiếc tablet có màn hình lớn hơn. Điểm đầu tiên thì chúng ta sẽ có màn hình lớn hơn để viết, tất nhiên rồi. Và tất nhiên chúng ta cũng sẽ có đầy đủ những cái cử chỉ Air Command hay là những cái tính năng mà vốn dĩ trước đây chúng ta vẫn thường xuyên sử dụng trên cái chiếc Note. Thí dụ như là những tính năng tra từ điển nhanh khi mà chúng ta cầm bút và đọc những cái nội dung tiếng nước ngoài, hay là chúng ta sẽ chọn một cái vùng ở trên cái màn hình và ghi chú trực tiếp lên đó một cách rất là nhanh chóng. Và tất cả mọi thứ nó sẽ diễn ra một cách thoải mái hơn, thậm chí là đa nhiệm hơn khi mà chúng ta có một cái màn hình lớn. Qua đó thì chúng ta phần nào thấy được là tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được với Note thì nó sẽ được làm một cách rất là rõ ràng, rất là thuận lợi và thậm chí là hơn nữa trên cái chiếc Z Fold 3 này. Và cái khía cạnh thứ hai là cái sự so sánh giữa cái việc là viết trên cái màn hình Z Fold 3 này so với lại cái việc viết trên một cái màn hình cũng có kích thước lớn khác, như là những cái chiếc tab hay là những cái chiếc tablet khác. Và cái vấn đề tiên quyết nhất đó chính là tất cả những chiếc tablet khác thì không gặp lại được. Và rõ ràng cái chiếc Z Fold này có cái màn hình 7.6 inch và chúng ta gặp lại được khi mà chúng ta không xài nữa, nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. Và nó sẽ mở ra những cái kịch bản hoàn toàn khác, thay vì là thay thế cái việc là viết trên những cái chiếc tablet trước đây. Một cái câu hỏi khá là hay là bây giờ liệu mà chúng ta viết trên cái bề mặt màn hình của cái chiếc Z Fold 3 này á, thì nó sẽ ra sao, đặc biệt là khi mà viết qua cái khu vực có cái nếp gấp như thế này. Samsung họ cho biết á, là họ đã thay đổi rất là nhiều về mặt thiết kế của cái bút S Pen Fold Edition này, cũng như là cái bút S Pen Pro, để giúp nó hoạt động một cách trơn tru hơn trên cái màn hình rất là đặc biệt, màn hình kính gặp lại được của cái chiếc Z Fold 3 này. Đồng thời á, thì những cái điện cực ở bên dưới để nhận cái tín hiệu viết của bút á, nó cũng đã được bố trí lại một cách rất là đặc biệt trên chiếc Z Fold 3 này. Nó kết hợp với lại những cái thuật toán mà Samsung họ cùng làm với lại Wacom, để khi mà anh em viết á, thì nó sẽ liên lạc. Và mình đã thử thậm chí là viết chỉ dọc theo cái phần nếp gấp này, thì rõ ràng cảm giác mà anh em viết á, nó tương tự như là anh em viết trên một cái màn hình phẳng vậy, không có vấn đề gì xảy ra hết. Và đặc biệt hơn nữa thì ở trên cái đầu bút hay là ở bên trong thân bút này á, thì cũng được bố trí một hệ thống như cái lò xo. Và vì vậy á, thì mặc dù á, là những cái đường gờ lên về mặt vật lý ở trên cái màn hình này nó vẫn còn tồn tại, nhưng mà khi anh em viết qua thì cái lò xo đó nó sẽ tự động được điều chỉnh để cái thao tác tự nhiên của chúng ta viết trên một mặt phẳng theo một đường thẳng như thế này á, nó vẫn được đảm bảo tự nhiên và nét bút á, thì vẫn sẽ hiển thị đúng ý như là anh em muốn viết trên cái màn hình này khi mà anh em viết qua cái nếp gấp. Một điểm mà chúng ta sẽ đề cập tới nữa đó chính là cái nút ruồi ở trên chiếc Z Fold 3 này. Cái nút ruồi này nó sẽ gần như là được ẩn đi trong xuyên suốt cái thời gian mà anh em sử dụng cái chiếc máy này. Chỉ trừ phi cái trường hợp mà anh em bật cái chế độ selfie khi mà anh em sử dụng cái màn hình ở bên trong á, thì nó sẽ hiện lên 100%.
hầu hết những cái tình huống còn lại á thì nhờ vào những cái pixel được trang bị ở phía trên của cái nút ruồi đó, nó sẽ hiển thị những cái màu sắc cho nó gần gần giống với lại những cái nội dung được hiển thị ở cái vùng xung quanh nó. Từ đó thì về mặt sử dụng á, anh em sẽ không bao giờ anh em tập trung vào trong cái nút ruồi này nếu mà anh em không muốn, và anh em quan tâm những cái nội dung khác được hiển thị trên màn hình này nhiều hơn. Và rõ ràng về mặt hành vi sử dụng thì rõ ràng khi mà chúng ta đọc những cái nội dung gì đó, chúng ta xem những cái nội dung gì đó thì chúng ta sẽ focus vào cái vùng màn hình có cái chỗ đó nhiều hơn là cái việc mà chúng ta sẽ đảo mắt đi xung quanh hay là những cái phần viền của mép màn hình. Có đúng nè. Một trong những cái điểm mà mình thấy rằng là nhiều người sử dụng notch cũng quan tâm khá là nhiều, đó chính là cái việc đa nhiệm, chính xác hơn là cái việc chia màn hình thành những cái cửa sổ khác nhau để sử dụng cùng lúc 2 hay thậm chí là 3 ứng dụng. Rõ ràng về mặt lợi thế thì Z Fold có cái kích thước màn hình lớn hơn, vì vậy cho nên là chúng ta có thể mở một cách khá là thoải mái hai ứng dụng ở hai bên, và cái sự tương tác qua lại giữa hai ứng dụng đó nó được thể hiện và nó được làm mượt mà hơn. Anh em có thể chọn một cái vùng, một cái văn bản ở cái cửa sổ bên phải và anh em kéo trực tiếp nó qua bên trái, bass vào, rất là đơn giản. Nó sẽ giúp cho anh em tiết kiệm vài giây cuộc đời trong cái việc là phải nhấn copy ở cái cửa sổ bên đây và bass qua cái cửa sổ bên kia. Và thậm chí mình có thể mở luôn cả hai cửa sổ hay thậm chí là 4 cái ứng dụng với một cái cửa sổ nó floating ở trên 3 cái ứng dụng còn lại. Khá là tiện trong cái trường hợp mà anh em chỉ có một cái màn hình này và anh em muốn mở nhiều thứ nhất có thể để có thể làm được nhiều thứ hơn. Mặt khác nữa thì Flash Mode cũng là một trong những cái điểm góp phần củng cố cho cái việc đa nhiệm đó. Khi mà anh em có một cái kịch bản khác là anh em vừa xem những cái nội dung gì đó, hay là anh em vừa họp và anh em vừa ghi chú ở bên dưới, thì tất cả mọi thứ đều có thể được thoải mái, mà bản chất là nhờ vào cái màn hình có kích thước lớn và gặp lại theo kiểu 90 độ này thì có thể làm được chuyện đó. Rõ ràng một trong những cái điểm làm nên cái tính đặc biệt của dòng Note đó chính là bút S Pen. Và như nãy giờ mình nói thì cái vai trò của bút S Pen về mặt tính năng nó đã được thể hiện khá là rõ ràng, và nó đã làm rất là tốt về mặt tính năng trên cái chiếc Z Fold 3 này ở hầu hết những cái mà chúng ta sẽ sử dụng vốn dĩ là ở trên Note. Một khía cạnh khác của cái việc là sử dụng bút S Pen mà nhiều người sẽ đặt câu hỏi đó chính là sau khi sử dụng xong thì bút sẽ nằm ở đâu. Và đó cũng là một cái thắc mắc rất là lớn của mình từ khi mà mình biết được về cây bút S Pen và cái Z Fold 3 này. Trước đây thì rõ ràng khi mà chúng ta sử dụng Note, sau khi sử dụng xong chúng ta sẽ đút cây bút vào bên trong cái máy luôn, rất là tiện, rất là đơn giản. Và cái vấn đề ở đây là khi mà chúng ta có được cái đó thì chúng ta sẽ đánh đổi lại bởi cái việc là bút nó phải có kích thước nhỏ hơn, và nó chỉ đâu đó bằng 1/3 cây bút này cả về chiều dài lẫn kích thước chiều ngang của cây bút, và nó sẽ khác nhiều so với lại kích thước gần với lại cây bút thật mà chúng ta sử dụng hàng ngày hay là chúng ta sử dụng trong nhiều chục năm vừa qua đối với mỗi người. Và rõ ràng thì cây bút S Pen Fold Edition này nó có kích thước giống như là cây bút bình thường, hay thậm chí là cây bút S Pen Pro cũng có cái chiều ngang nó khá là gần với lại cảm giác mà anh em cầm một cây bút thật. Và để đánh đổi là chuyện đó thì chắc chắn anh em sẽ không nhét cái bút vào bên trong của cái chiếc Fold này được nữa. Nó bên cạnh cái việc là cái cấu trúc phức tạp của những cái thành phần ở bên trong của chiếc máy đặc biệt này khiến cho cái việc đó nó impossible, nó không khả thi nữa. Và những cái kịch bản có thể diễn ra khi mà chúng ta cắt cái bút này thì khi mà anh em sử dụng cái ốp lưng đi kèm của Samsung thì anh em sẽ gắn nó vào ở bên đằng sau gáy của chiếc máy này, khi mà nó gặp lại sẽ có nhiều lựa chọn khác. Ví dụ là những chiếc ốp lưng bên thứ ba mình tìm hiểu được thì nó sẽ chia ra làm hai phần riêng biệt, và cái phần phía sau thì nó sẽ có một cái máng để anh em gài bút vào. Và mình nghĩ rằng cái giải pháp đó nó sẽ tiện hơn đối với những anh em nào thích cái sự gọn gàng và đơn giản nhất có thể trên cái máy. Ngoài ra nữa thì mình nghĩ rằng nếu mà chúng ta đã treat nó như là một cây bút bình thường thì chúng ta hoàn toàn có thể là cất nó ở một cái vị trí khác. Tất nhiên là cũng sẽ xem nó như là những cây bút bình thường khác mà anh em đi làm và anh em đem theo mỗi ngày. Thêm một vài cái điểm khác, thí dụ như là phần cứng, tương tự như là những cái chiếc máy flagship từ trước giờ mà nó là một điển hình. Tất cả những chiếc máy đó đều có những cái cấu hình thuộc hàng cao nhất trong cái thế giới Android,
Và tương tự như vậy, Z Fold 3 cũng vậy. Chúng ta vẫn sẽ có Snapdragon 888, vẫn sẽ có 12GB RAM. Tất nhiên là có 5G, rồi có cả màn hình 120Hz. Tất cả mọi thứ đều là cái mức cấu hình cao nhất trong cái thế giới Android ở thời điểm hiện tại trên những cái chiếc máy flagship. Và đã là năm 2021 rồi, rõ ràng chúng ta không quá quan tâm nhiều tới cái việc là điểm số benchmark AnTuTu là bao nhiêu nữa, mà cái chúng ta quan tâm nhiều hơn đó chính là cái con chip đó nó sẽ khai thác cái hiệu quả như thế nào về mặt năng lượng, về mặt thời lượng pin mà anh em sử dụng. Và mình thử sử dụng trong khoảng một tuần vừa qua thì cái thời lượng pin của cái chiếc máy này mặc dù là thấp hơn so với lại cái thế hệ Fold 2 trước đây, nhưng mà nó vẫn đáp ứng được đối với mình với tất cả những cái tác vụ mà mình sử dụng trong cả một ngày á, bao gồm các việc là làm việc, sử dụng máy bình thường và cả chơi game trên cái chiếc máy này. Vẫn là cái kịch bản mà sáng rút cáp ra và tới tối hết ngày làm việc á thì phải sạc lại, rất là đơn giản. Và một điểm quan trọng cuối cùng đó chính là giá của cái chiếc máy này. Hiện tại á, thì mình thấy trên những cái kênh đặt hàng với những cái chính sách á, tại Việt Nam á, thì cái chiếc máy này để sở hữu nó sẽ có giá rơi từ 33 triệu. Và cái mức giá đó theo mình thấy là hoàn toàn có thể chấp nhận được đối với những cái người dùng Note. Và nó khá là gần với lại chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra mà phiên bản Max Option trước đây, thì nó khá là gần nhau. Và rõ ràng cái rào cản về giá của một cái chiếc máy gập á, đã phần nào được giải quyết bởi cái việc định giá như vậy. Và mình nghĩ rằng á, dôi ra thêm một ít tiền nữa để đổi lấy thêm khá là nhiều những cái tính năng như mình đã nói từ nãy giờ, bao gồm cả cái việc là có màn hình lớn hơn, rồi cả có cái sự đảm bảo của tính năng chống nước IPX8, nó góp phần tăng cái hiệu quả của cái mức đầu tư có giá từ 33 triệu này. Đó cũng là những gì mà mình muốn chia sẻ với anh em về cái chiếc Z Fold 3 này trong cái mối quan hệ với lại những cái chiếc điện thoại dòng Note từ trước giờ, cho anh em nào có quan tâm là liệu nó có thay thế lẫn nhau hay là nó sẽ hoạt động tốt hơn như thế nào. Còn bây giờ thì mình là Minh Hích trên tinh tế.vn và hẹn gặp lại anh em ở những video khác.